everyone, everybody, and everything. Chia pronouns. Trong ngày này dương nung cho từ ta everyone, everybody, and everything nung cái pra trong bài khoa. Tìm mới dùng everyone hay nung rồi everybody. Everyone, everybody ni bốc cho mỗi singular verb. Sẽ ghi tới singular verb. Singular verb cứ chữ verb đây bị chọc đây s nè thì họ được gì go chẳng tới vì mình pì vì mình go vì mình goes nè chẳng hạn mỗi nè singular verb mình s nè họ mình tiếp đi do vì mình pì đây mình do vì mình does chẳng hạn đi chỉ singular verb vì thế không bị xa ông lý verb tại từ miền pi từ rung nên không à từ rung phải cho bọn nó cả rồi mọi việc thì họ ai xem xét nhất được chỉ speak chẳng chứ nó còn miền pi đây cứ speak họ đã hay nên speak miền này này chẳng hạn á tin gì là vớ này chẳng á chẳng hạn ban chỉ pi dương phở cho mùi everyone này cái everyone does mean everyone do it. Everyone everyone goes mình everyone go away. Everybody speaks. Mình ảnh này anh. Nó ngừng tìm mùi hết ấy ạ. Nó không biết đâu mình muốn nhưng mà mình chỉ ai thà. Every. Có đôi chữ each. Bốc chữ mùi nắng. Niêm ạch vào chữ này. Singular noun. Singular noun. Hay bà chữ mùi nắng singular verb. Hay biết đâu muốn bạn phép vậy thà. Each every nó khó khăn điểm mạch. Thông ngôn riêng là sản chiên này dân đơn. Ok, chẳng hạn này, dương đừng tìm everyone, everybody, riêng tìm mua để dương thể chấm everyone nè, bây giờ mua nè. Mình đã every two, mình đã every three, mình đã every four, mình vẫn là everyone, đời xa thì nó khỏi every, nó khỏi every, đã ban tại singular nào nè, đã ban tại ai của vai chẳng nạ, chẳng gì chứ. Bởi đã ban tại ai của vai chẳng nạ, ai đã every two, every three, cứ everyone nhá, chẳng này chẳng hạn. Chỗ này, everybody nè, mình đã ai e tớ body ta ai cái vai chân nặng đôi sao vì hướng bình chẳng ai nửa tin đi kì thưa gặp hiệp thiệp một việc everyone được gọi everybody nắng buộc cho mỗi sinh chỉ lơ vớp nấy cái thà tầm rung bẹp nắng trở ban kịp prao chân tầm rung bẹp nắng trở ban kịp prao chân chuyện all the people buộc cho mỗi nông plural noun su tha cần xong từng pí nắng nấy viêm mạch đại cần xong từng pí nấy đôi thực kia chứ bạn có thể là các bạn dùng pra khi bạn dùng everyone rồi có everybody bốc cho mỗi singular verb chỉ chiếng các pra all the people bốc cho mỗi plural verb plural verb cứ ở verb ở mình ảnh nhầm phép mình nhé à đây nhầm ở thay lại là ngài plural verb vậy nhé anh ấy kia kia mình dùng pra đi cho bà pra đó bạn có thể là dưỡng hiện dùng lại tính dạ nhé dưỡng hiện dùng lại khi chờ nó per everyone rồi kia everybody plus chỉ mua singular verb dùng tranh máu all the people plural plural verb mình chẳng tới dùng hiện tại nhé hiện việt tí chứ nè chỉ tôi tới keeper này lấy dùng mở thì họ everyone is ready hay là all the people is ready nè nấy sẽ điên được cái nấy sang đôi cái này làm đó vấn đề à có một cái ập sự prà cái prà nè cái prà lừa đó nè rồi cái này cứ ready vậy all the people all the people ni vie samdai te leu group krom manuh na krom manuh tong mul hai every ni vie samdai te leu manuh mneak mneak na mneak 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 ajang ai te srob tong os doi khnie te srob te tong os doi khnie va samdai leu mneak 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 ajang tang do chne pi ni nyom nang ku sanya kris muoy ao khnie jeung pra keu ke pra leu ni a krom ni men ke man pra na ke man sai pra everyone everybody nang keu ot men nei khos khnie te không biến phiêu gặp lại cái này khẳng phần át tình đấy thế nè bị sập phần điểm đối cái này hay mình đi đôi cái này chẳng lại như đã everybody is ready các bạn everyone is ready các bạn này ok có mấy cứ everything bình đồng tôi bị dương score everybody nâng everyone hả nhưng mà mở everything ai tại put every bốc tay cho môi nâng singular noun này nè nhưng mà sing mình ẻ ăn miền cứ everything sao bên này gọi every thời chỉ singular bạn nhé
chẳng mình everyone mình nâng về thử cái này chỉ all the people people everyone cứ chỉ sắp bản điểm sống coi mình chẳng all the people tụi bây everything chỉ sắp bản điểm sống coi là bò chẳng nghĩ là all the things phần thái số tập pi nữa này mùi nè kịp phở tu tới chiến được nhầm phẹp để khắp này càng lớn hay để kịp phở tu tới chiến cứ này everything bộ cho mùi sinh giờ lơ verb chỉ chiến all the things bộ cho mùi nâng plural verb chẳng mùi ní phở nhịp ngọc chiên anh ấy kiếm sợ phở thế anh phở dương trong phở phở tập tàu Việt vì mình là cái nạn phở bổ viên nhưng phép được khẩu tiết tiệt nhưng mà thì họ everything has been wasted vậy group dáng từ chào ở xã bòn wasted plan ở bị giàu everything has been wasted wasted vậy 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 chẳng lẽ từ bàn chào ở xã bòn chẳng kịp phở chẳng việc good nhé tại bởi phở chế, ớt gồ đi. All the things have been wasted. Anh ấy ớt gồ đi. Cầm phở vậy. Phở phở này mà. Kì tha, bỏ sân chì bụi dương thế ớt. Nhóm nơi tại chọn pra all the things hay nâng all the people nâng. Nì, bởi dương chọn pra nè. Dương rong chăm là hậu đồng biến phrase rồi có khó mùi nâng khẩu với bìa. Anh nâng dương phở thế là nâng lên viết đây. Cứ là all mỏng. Né. Vì chụp viết à, nó phải dùng mình phrase rồi mình clause mũi chăm chăm nơi khỏi viết chăm ở nơi viết lấy dùng mình thì họ nhầm nhận đạo all the people in the room clapped clap ní, tẹt đầy all the people in the room ní in the room nè in the room nè anh nói cái hai prepositional phrase vì cả lang đòi preposition in buộc cho mũi nâng noun the room chẳng sợ chỗ này tới vì khai thì chia prepositional phrase mà ấy prepositional phrase nó miễn tu này tp chẳng vậy thà mình mà đo tp nè tam tam tì tăng tam tuần tì vi cho nữa tì mũi vi chỉ adjective tp vi chỉ adverb nè bởi vì nơi bài verb ở đây là verb vi adverb thôi bởi vì nơi bài nào ở đây là noun vi adjective đơn ý ở đây là noun nè in the room nó ở đây là nào nè ở đây là nào people này mình nói nè mình nói nó không bật tốt mà anh mình nói nó lừa duyên ai vật cá thế mình nói nó không bật tốt như thế ở đây mình chẳng hạn chẳng hạn cái khơi miền phrase này bị khơi chứ miền phrase này bị khơi chứ khi ta all the people nó cứ possible phở tới chung ngành mà phở tới chung ngành mà tại bộ ọt miền the tailor all the people sẽ đọc mong cái ọt này nó mới bảo thì cái này nó mới bảo everyone hay có everybody chúng nó ở cả para all the people tại bờ miền phrase nơi bị gói ok bờ cho mà sao đây bẹ cái vật co ai thông mày mà sao nè như lại ní in the room ní miền phrase về modify rồi với chuyện I got all the things you asked for ní nhóm đã bỏ cái hòm nhóm trong vẻ bùi dương ta you asked for nó chỉ claw đến nơi khỏi ý kì nơi khỏi all the things ní chẳng cả nam miền claw nơi khỏi vì chẳng ok nhưng bờ bạn all the things you asked for the modify ấy anh tạm bất relative non cái lúc chào đó that you asked for cái lúc chào là này additive clause này additive clause modify này chẳng phải nó cứ perfect phở chẳng cứ lọ mà nè phở chẳng cứ bàn bờ tờ tê lót ọt bàn này bờ phở bạn nó cứ mà xa này đó chứ này ở bờ sân chìa khi dương bất chữ chọn para all the people all the things man này dân cua tại miền bờ thái phrase rồi có clock mới nhưng phải thích phrase hay clock không mấy phrase này vì ở miền kề sạp là nặng tệ nè vì miền kề sạp về phrase ing rồi có prepositional phrase đôi nhưng phải đi hay clock vì miền sạp chỉ miền vợ là nặng sạp bàn thấy nè tại thời tầm biển clock này miền vợ asked in the room miền vợ ok như thế bây giờ chúng ta prepare complete nhỏ phrase rồi clock mới để khỏi việc bỏ đi cùng nè ok bạn đang cho